Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi video. Thưa quý vị, Wasit Network là một nền tảng hợp đồng thông minh ra mắt vào năm 2018. Tuy nhiên, Wasit Network được biết đến nhiều hơn khi được Binance Labs đầu tư. Ở video này, tôi xin chia sẻ cùng quý vị tổng quan về nền tảng Wasit Network và đồng coin Row. Nội dung chính của video gồm: Wasit Network là gì? Cấu trúc của Wasit Network. Các đặc điểm nổi bật của Wasit Network. Các sản phẩm của Wasit Network. Quỹ hệ sinh thái Wasit. Đội ngũ phát triển nhà đầu tư của Wasit Network. Phần cuối cùng là thông tin về đồng Row. Thưa quý vị, Wasit Network là một nền tảng hợp đồng thông minh được xây dựng dựa trên công cụ Cosmos SDK. Định hướng phát triển của nền tảng này là tập trung vào quyền riêng tư dành riêng cho thị trường tài chính mở. Chính vì thế, Wasit Network ưu tiên hỗ trợ các ứng dụng có mục tiêu thúc đẩy và phát triển quyền riêng tư của dữ liệu, cũng như chú trọng vào tính bảo mật của người dùng. Wasit Network đã tách lớp đồng thuận khỏi lớp thực thi hợp đồng, đồng thời cung cấp một giao diện tích hợp kết nối cả hai để tính toán và bảo vệ quyền riêng tư. Trong đó, lớp đồng thuận hoạt động như một trung tâm sử dụng cơ chế Proof of Stake POS để bảo mật mạng lưới của Wasit Network và đạt được sự đồng thuận về tính hợp lệ của giao dịch. Lớp thực thi bao gồm nhiều runtime song song được gọi là paratime, xử lý các yêu cầu tính toán chuyên biệt để đưa vào lớp đồng thuận. Wasit Network cung cấp một thiết kế đa năng độc đáo, có khả năng tùy chỉnh và mở rộng cao, dễ dàng kích hoạt quyền riêng tư. Đây cũng là lý do Wasit Network nổi bật hơn so với các giao thức Layer 1 hiện có trong thị trường tiền mã hóa. Đồng thời, đây cũng lý giải được tại sao Wasit Network có tiềm năng xác định lại các trường hợp ứng dụng tiền mã hóa trong DeFi hiện nay. Wasit Network cung cấp một mô hình bảo vệ quyền riêng tư mạnh mẽ và có thể tùy chỉnh trên các ứng dụng dựa trên blockchain. Bằng cách tách biệt việc lưu trữ dữ liệu khỏi quá trình xử lý dữ liệu, Wasit Network cung cấp các giải pháp vững chắc giúp dữ liệu được quản lý chung trong một dự án. Đồng thời, điều này cũng cho phép các nhà lập trình tùy chỉnh quy tắc riêng tư dành cho các quy trình, công cụ cụ thể. Một số dự án nổi bật như Nebula, Genomics và Binance Crypto Safi Anien đã sử dụng mạng lưới Wasit để tăng cường các tính năng ưu tiên quyền riêng tư của họ. Cấu trúc của Wasit Network. Wasit Network được cấu thành từ hai thành phần chính, lớp đồng thuận và lớp thời gian. Trong đó, mỗi lớp sẽ đảm nhận một số tính năng quan trọng cụ thể như: lớp đồng thuận sẽ đảm nhận nhiệm vụ chạy thuật toán đồng thuận Proof of Stake và duy trì lịch sử bất biến của dữ liệu. Lớp thời gian, Paratime, sẽ đóng vai trò như một môi trường máy tính song song có thể giao tiếp với lớp đồng thuận. Lớp đồng thuận và lớp thời gian khi kết hợp với nhau sẽ cung cấp khả năng tính toán và lưu trữ dữ liệu an toàn cho nhiều trường hợp sử dụng khác nhau. Bên cạnh đó, Wasit Network hỗ trợ một paratime tương thích ngược với Ethereum, tức là mọi DApp trên Ethereum đều có thể khởi chạy trên Wasit Network. Mạng lưới này sẽ cung cấp khả năng xử lý hơn 1.000 giao dịch mỗi giây. Nếu so với 13 giao dịch mỗi giây của blockchain Ethereum, thì tốc độ xử lý của Wasit Network nhanh hơn đáng kể. Đồng thời, phí gas trên mạng lưới này cũng tương đối thấp. Wasit Network hiện đang tài trợ một cuộc thi hackathon trên Paratime. Bất kỳ nhà lập trình nào cũng có thể tham gia và kiếm được phần thưởng khi hoàn thành nhiều thử thách.
Đặc điểm nổi bật của Wasit Network. Đặc điểm nổi bật thứ nhất đó là quyền riêng tư. Wasit Network là một blockchain có thể mở rộng và chú trọng quyền riêng tư. Paratime trên mạng lưới Wasit có thể tận dụng công nghệ thuật toán riêng tư như các dòng code bảo mật giúp bảo vệ dữ liệu, mở khóa các trường hợp sử dụng và ứng dụng mới cho blockchain. Đặc điểm nổi bật thứ hai, các tính năng riêng tư dành cho DeFi và có thể mở rộng. Thiết kế ưu tiên quyền riêng tư của mạng lưới Wasit có thể mở rộng phạm vi tiếp cận DeFi đến với nhiều đối tượng nhà đầu tư tài chính truyền thống. Bên cạnh đó, mạng lưới Wasit còn mang lại tốc độ xử lý giao dịch DeFi nhanh chóng với thông lượng cao. Đặc điểm thứ ba, cho phép mã hóa dữ liệu đầu tiên. Wasit Network có thể mã hóa dữ liệu, mở khóa các trường hợp sử dụng, thay đổi trò chơi cho blockchain và một hệ sinh thái hoàn toàn mới gồm các ứng dụng và dự án trên mạng lưới. Tức là nó cung cấp năng lượng cho thế hệ tiếp theo của các ứng dụng ưu tiên quyền riêng tư. Sản phẩm của Wasit Network. Sản phẩm thứ nhất đó là ví Wasit. Ví web của Wasit Network sẽ là nơi tốt nhất để người dùng lưu trữ và stake đồng RAW. Wasit Wallet cung cấp một số lợi ích như ví có tính năng bảo mật cao, bảo vệ số dư người dùng luôn ở trạng thái an toàn. Giao diện người dùng đẹp mắt cho phép chuyển đổi RAW nhanh chóng giữa các ví. Ví cung cấp dịch vụ staking. Ví hỗ trợ sổ cái, cho phép dễ dàng truy cập vào ví phần cứng. Ngoài ra, ví tiện ích mở rộng trên trình duyệt web có tất cả các tính năng cốt lõi của ví web Wasit. Sản phẩm thứ hai đó là Wormhole Bridge và EUSU Swap. Mục tiêu của EUSU Swap là trở thành một mảnh ghép quan trọng của Wasit Network. Nền tảng này cho phép người dùng tham gia vào các nhóm thanh khoản, hoán đổi, giao dịch và kiếm phần thưởng với lãi suất hàng năm cao. Bên cạnh đó, EUSU Swap tận dụng mức phí thấp và thông lượng cao lên đến 1.000 TPS của Emerald và Paratime tương thích với EVM. Ở EUSU Swap có một đặc biệt đó là 80% phí giao dịch thu được sẽ chuyển đến hợp đồng thông minh. Hợp đồng này đảm nhận vai trò hỗ trợ và đóng góp vào mục tiêu ổn định giá token EUSU. Với cơ chế này, bất cứ khi nào giá token giảm xuống dưới mức trung bình trong 72 giờ, thì hợp đồng thông minh đó sẽ mua lại EUSU. 20% chi phí còn lại sẽ chuyển đến kho quản trị DAO, nơi tất cả chủ sở hữu mã thông báo EUSU sẽ có thể bỏ phiếu về cách nó được phân bổ. Việc sử dụng kho quản trị DAO có thể bao gồm việc mua bảo hiểm để bảo vệ người dùng EUSU Swap và khuyến khích các nhà phát triển xây dựng thêm công cụ cho EUSU Swap. Thậm chí, được sử dụng làm vốn khởi động cho các giao thức mới trên mạng lưới Wasit. Cầu nối Wormhole hỗ trợ kết nối Wasit Network với nhiều blockchain khác như Avalanche, BNB Chain, Terra, Ethereum, Polygon, Solana nhằm mở rộng khả năng tiếp cận của Wasit Network nói chung và EUSU Swap nói riêng. Quỹ hệ sinh thái của Wasit Network được hỗ trợ bởi những người ủng hộ hàng đầu trong ngành. Quỹ hệ sinh thái trị giá 160 triệu đô la Mỹ sẽ dành riêng cho việc giúp những nhà lập trình phát triển ứng dụng trên Wasit Network. Quỹ hệ sinh thái này sẽ thúc đẩy những tính năng trong dự án các lĩnh vực mới, chẳng hạn như DeFi, NFT, Metaverse, mã hóa dữ liệu, DAO dữ liệu, các ứng dụng quản trị dữ liệu và quyền riêng tư trên Wasit Network. Các dự án này sẽ được hỗ trợ về kỹ thuật với các công nghệ độc đáo của Wasit Network, bao gồm tính hoàn thiện tức thì,
phí gas thấp hơn 99% so với Ethereum, thông lượng cao, quyền riêng tư được đảm bảo. Ngoài ra, khoản đầu tư này còn được phân bổ để hỗ trợ tất cả các công ty khởi nghiệp mới và các dự án hiện có đang xây dựng trên Wasit Network. Wasit Network có một hệ sinh thái đối tác rộng lớn bao gồm các công ty như Genetica, Nebula, Crypto Safi, Anien của Binance, BMW và nhiều công ty khác. Thêm vào đó, chương trình Layer 1 Blockchain University của Wasit Network đã thu hút hơn 300 nhóm nhà lập trình đăng ký. Một chương trình khác có tên là Wasit Grand cũng được diễn ra trong năm 2021. Khoản đầu tư 160 triệu đô la Mỹ bao gồm sự đóng góp của một số đối tác chính và các quỹ đầu tư lớn như Pantera Capital, Enix Capital, FBG Capital, AME Crowd Ventures, Dragonfly Capital Partner. Đội ngũ phát triển nhà đầu tư của Wasit Network. Đội ngũ phát triển của Wasit Network bao gồm những tài năng hàng đầu trên khắp thế giới và xuất thân từ những công ty công nghệ và trường đại học nổi tiếng như Apple, Google, Amazon, Concert, UC Berkeley, Carnegie Mellon, Stanford, Harvard. Nhà đầu tư. Mới đây, Binance đã thông báo tham gia vào quỹ hệ sinh thái Wasit để đóng góp cho các dự án được xây dựng trên nền tảng này. Sự đóng góp của Binance đã khiến quỹ hệ sinh thái Wasit có quy mô lên tới hơn 200 triệu đô la Mỹ. Từ năm 2018 đến năm 2020, Wasit Network đã huy động được hơn 45 triệu USD từ những người ủng hộ như A16Z, Pantera Capital, Polychain Capital. Đối tác của dự án Wasit Network. Đối tác của Wasit Network rất đa dạng, gồm có các đối tác tích hợp ứng dụng Noodle Operator. Thông tin về đồng RAW. Giá RAW ở thời điểm hiện tại 0,22 USD. RAW là đồng coin của dự án Wasit Network được sử dụng để thanh toán phí giao dịch, staking và ủy quyền tại nước đồng thuận. Mã token RAW Blockchain Wasit Network tổng cung 10 tỷ. Phân bổ RAW token. Staking 23,5%. Phân bổ phần thưởng được trả cho staker và initiator vì đã đóng góp vào việc bảo mật mạng lưới Wasit. Strategic Partner and Divert 5%. Số RAW này sẽ được phân bổ cho các chương trình và dịch vụ tài trợ được cung cấp bởi các đối tác chiến lược quan trọng trong Wasit Network. Community và Ecosystem 18,5%. Số RAW này sẽ được phân bổ cho các chương trình và dịch vụ tài trợ thu hút cộng đồng Wasit Network, bao gồm các khoản tài trợ dành cho nhà phát triển và các ưu đãi cộng đồng khác của Wasit Foundation. Baker 23%. Số RAW này sẽ được bán trực tiếp cho những người ủng hộ trước khi ra mainnet. Co-contributor 20%. Số RAW này sẽ được dành để phân bổ cho những cộng tác viên đã đóng góp vào sự phát triển của Wasit Network. Foundation Endowment 10%. Số RAW này sẽ được tài trợ cho Wasit Foundation để thúc đẩy sự phát triển và duy trì Wasit Network. Sự bùng nổ của nhu cầu về sử dụng dữ liệu đã khiến quyền riêng tư trở thành một trong những mối quan tâm lớn nhất về tương lai của công nghệ. Cấu trúc blockchain của Wasit Network có khả năng kích hoạt một số tính năng bảo vệ quyền riêng tư và giải quyết được vấn đề cấp bách đó. Wasit Network cung cấp một nền tảng blockchain bảo vệ quyền riêng tư, cho phép nhà lập trình tạo các ứng dụng
có mức độ an toàn và đáng tin cậy cao. Bằng cách kết hợp công nghệ blockchain và điện toán an toàn, Wasit Network cho phép các ứng dụng dễ dàng tích hợp các tính năng bảo vệ quyền riêng tư để đảm bảo dữ liệu tài sản người dùng ở trạng thái an toàn. Thêm vào đó, Wasit Network còn có một cộng đồng đầu tư đối tác mạnh trên toàn thế giới. Một trong những chương trình tác động đến sự nổi tiếng của Wasit Network đó là Wasit Ambassador, nơi các tình nguyện viên có niềm đam mê với Wasit Network tổ chức các buổi gặp mặt, viết và dịch nội dung, trả lời câu hỏi của nhà phát triển quản lý cộng đồng trực tuyến. Bangladesh, Việt Nam, Ấn Độ, Brazil, Hàn Quốc, Nigeria, Philippines, Nga, Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Hàn Quốc, v.v. là một số quốc gia được biết đến nhiều nhất trong cộng đồng đầu tư của Wasit Network. Với hơn 4 năm, Wasit Network đã phát triển không ngừng và có được một vị thế vững chắc khi lọt vào top 100 dự án có vốn hóa lớn nhất thị trường crypto. Trên đây là toàn bộ thông tin về Wasit Network và đồng RAW. Video mang nội dung chia sẻ và không phải lời khuyên đầu tư. Đến đây tôi xin kết thúc video này. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi.